Rồi, Hiếu chào tất cả các anh em của Hiếu trên YouTube. Thì hiện tại thì cục máy này của em ở Mường Tè, Lai Châu, Hiếu đã làm xong rồi. Và cũng đã lổ máy và test thử ngon lành anh đào rồi. Máy êm ru, êm đét luôn. Thì chuẩn bị đóng vào thùng gửi về cho em nhé. Đấy. Và chia sẻ cho anh em nữa là Hiếu lại vừa nhận được một động cơ tiếp của em ở Hà Giang. Đấy, Hà Giang. Người gửi là Nguyễn Hữu Trường, số nhà 25 đường Nguyễn Trãi, tổ 2, thị trấn Yên Phú, Bắc Mễ, Hà Giang, gửi cho Hiếu. Đấy. Thì Hiếu cũng không biết đây là động cơ gì. Anh em có muốn xem không? Hiếu mở ra cho anh em xem. Đây, Hiếu sẽ lấy cái con dao nhá. Thì Hiếu quay đoạn video này lên cho em là Hiếu đã nhận được động cơ của em rồi nhá. Đấy, thì anh sẽ làm ngày mai làm thì chắc là tầm chiều là xong. Không biết là động cơ này động cơ gì, diêm Việt hay diêm Thái hay là con gì. Thấy rồi. Con này là con diêm Thái anh em nha. Đây bây giờ Hiếu sẽ lưng ra chia sẻ cho anh em. Ôi à. Ây à. Diêm Thái này chắc là không biết là anh hay là em, không biết anh nhiều tuổi chưa hay là ít tuổi. Chắc là vừa sơn bừng điện. Cái này để mai Hiếu sẽ đánh cho anh cái này đi cho nó mới mới tí, để cho nó hợp với cái xe, đánh cái này đi. Cái đầu thì là của vẫn của hàng xịn của Honda, nhưng mà quả hơi này giống như kiểu hơi thay rồi thế, chưa như nó chả có mã hết. Hơi này kiểu như không phải hơi của nó nữa rồi sao ấy, chắc anh thay rồi. Không có mã. Không có mã thật luôn ấy. Vứt ra đây nhá, để đây vứt ra đây để lộn nó lên này để xem. À, đây vẫn hơi của nó luôn. Đây vẫn Thái nhá. Rồi ok, đây là động cơ của không biết anh hay là em ở Hà Giang. Thì tí nữa Hiếu sẽ gọi điện để hỏi xem anh làm như thế nào để Hiếu làm cho anh. Đấy, cái này là mình máy của anh thì nhìn cái ốc dàn chân nhìn vẫn ngon. Đấy, anh giữ được cái ốc dàn chân, không bị trờn như con kia. Chứ nhìn con kia trờn, nhìn choe choét, nhìn xấu. Đấy, thêm một động cơ nữa. Bây giờ sẽ đóng con này gửi về cho em. Hiếu cũng chúc em là đi bền anh em nha. Đi bền, máy khỏe cho em dùng bền, ok em. Rồi, Hiếu chào tất cả anh em. Tí nữa Hiếu sẽ cho em một cái dây tio để em nối từ đây lên. Còn dây này thì vứt nó đi. Dây này nhìn nó xấu quá rồi. Anh cho em dây mới. Đấy, tí nữa anh sẽ cho em một cái dây từ đây đi lên. Rồi ok.